Xin chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một video để Tùng Nguyễn báo cho anh em biết là hôm nay Tùng Nguyễn về được một thùng tép. Thùng tép này nó thuộc vào dạng như kiểu peeler. Đấy. Thùng tép này là thùng tép của hãng Tao Binh gì đấy, tên của Trung Quốc thì gọi là đọc lôm na tiếng Việt Nam nó là như thế các bác nhá. Đây, cứ ghi đọc mã là Tao Binh. Tép này thì đây là một hộp của nó là một đôi. Và tép này là có mặt hình tròn. Và Tùng Nguyễn nhập cho các bác cái cấu hình là tép đĩa, mặt phay nhôm, hình lựu đạn. Đấy. Tép đĩa này thì bên em làm có cái mặt nhôm này thì nó cũng về tùy từng nô. Nhưng cái nô này thì hình thức nó là như thế. Thì hôm nay Tùng Nguyễn giới thiệu cho các bác sản phẩm. Lô này thì sẽ được hàn, bên công ty nó hàn cho mình một con tụ ở đây rồi. Đấy, anh em mà đánh qua phân tần nếu cảm thấy bị tiếng quá thì bỏ ra. Còn không thì anh em để ở ngoài chơi thì nó đã hàn cho mình một con tụ ở đây rồi. Một con tụ màu xanh ở đây rồi nhá. Tép này của Tao Binh. Đấy, hàng nhập Chila. Mặt phay nhôm màu trắng. Các dòng loa cây của anh em mình muốn có nhu cầu thì để thay một đôi tép này vào thì tiếng nó ra cực kỳ nanh canh. Còn anh em để ngoài chơi thì bình thường thì nhiều cửa hàng hay chế cháo thêm cái chân nữa thì để chế ở ngoài chơi. Còn đây là em giao cung cấp một đôi tép rời này, sự thể nó chỉ có một đôi tép như này. Em đang cung cấp là 450.000 một đôi, bao ship toàn quốc. Em về được nó khoảng hơn 20 đôi tép này. Hơn 20 đôi tép này. Và anh em quan tâm đến cái sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp cho Tùng Nguyễn Audio với cấu hình tép mặt phay nhôm hình lưu đạn. Anh em có thể đọc mã của nó là Peeler cũng được, hoặc là đọc Tao Binh cũng được, để cho anh, để Tùng Nguyễn đã ship hàng cho anh em. Bên Dương ở đây nó chặn cho mình một con tụ đây. Dương nó đánh vực mực đỏ. Bên em không có gì các bác nha. Các bác có nhu cầu thì cứ đến trực tiếp cho em. Hôm nay em xin chào tạm biệt tất cả các bác. Hẹn anh em trong một clip mới nhất nha.